Hôm nay kênh Đam Mê Sáng Tạo xin chia sẻ với các bạn video hướng dẫn các bạn làm một cái đèn kéo quân để cho các cháu ở nhà chơi trung thu ở những thập niên 70 và 80 ở thế kỷ trước. Như các bạn biết, chỉ có những gia đình khá ở thành phố mới có điều kiện mà mua được cho con một cái món đồ chơi là cái đèn kéo quân này. Thì bây giờ mình chia sẻ với các bạn cách làm cái đèn kéo quân rất là đơn giản. Từ những cái vật liệu mà sẵn có là như là cái thùng giấy, thùng nước ngọt hay là thùng bia. Như các bạn thấy là mình đang sử dụng là hai cái vỏ thùng của cái thùng bia, thì các bạn là dùng cái thùng nước ngọt cũng được. Mình tạo thành cho nó một cái khung của cái đèn. Các bạn cắt cái thùng này ra theo cái chiều của cái hộp, là các bạn lấy một khúc khoảng độ như mình đang lấy này, nó là khoảng 30 phân. Thì các bạn cắt xong các bạn chia nó ra làm 4 phần cho nó thành một cái hộp vuông. Vì cái hộp của mình đang cắt nó là hình chữ nhật. Các bạn chia nó là thành cái hình vuông. Sau khi xong cái phần giữa của cái đèn thì mình lấy một cái thùng nữa, mình cắt đấy một đoạn tầm khoảng 30 phân vuông, thì các bạn lấy hai miếng để tạo một cái đế và một cái phần phía trên của cái đèn, trông cho nó có một cái ô văng ra cho nó đẹp. Thank you.